Hello cả nhà, giờ bé Trâm sẽ đi ra chợ Cồn nha. Tại vì nghe nói là ngoài chợ Cồn rất rất nhiều đồ ăn. Với lại cách đây 3-4 năm giờ trước là Trâm đã đi ra chợ Cồn ăn rồi. Với lại sáng tối hôm qua giờ mắt không có ngủ, mắt tâm quá nên đeo mắt kiến nha mấy chị. Đó mà Trâm nghĩ là chắc mấy cô sẽ nhận ra tôi, tại vì Trâm đã từng đi chợ Đà Nẵng rất nhiều. Với lại bà con, mấy cô ở chợ ngoài ở miền Trung á là biết Trâm nhiều lắm và thương Trâm nữa. Nên giờ đi ra chợ Cồn nha. Bây giờ đi ra chợ Cồn sẽ mua đồ ăn về cho ekip luôn. Rồi chuẩn bị mất cúp để chiều nay 3 giờ rưỡi bắt đầu Trâm dự event rồi. Ngày mai Trâm sẽ bay về Sài Gòn với Lion nha. Rồi bây giờ đi thôi. Người mình đang ở chợ Cồn Đà Nẵng. Nghe đâu là chợ Cồn đồ ăn nhiều lắm nên là mình cũng khám phá. Rồi xoài. Xoài kìa Diệu ơi. Mua luôn đi chứ để không rồi. Đâu để chút xíu quay lại mình mua, mua về cho mọi người. Trời ơi. Nhộn nhịp như ngày Tết đó chị. Ủa chứ gần Tết rồi mà, em nói chuyện giống như thầy bói vậy. Gần Tết rồi. Ủa đồ ăn ở đâu con? Ờ con cảm ơn nha cô. Giờ mình sẽ đi tìm khu vực đồ ăn nha mọi người. Ngủ chậm đó mày. Dạ. Hello. Buồn ngủ chết. Về Quảng Ngãi thăm mắt tính hả? Có đi sự kiện. Đi sự kiện hả? Ừ, đi sự kiện ở Đà Nẵng. Hồi nào đi chung dừa. Hồi nào ra đây. Tối nay em chung dừa diễn nhưng mà tối nay con kẹt sự kiện ra con không diễn được. Phải không? Dạ. Ủa vô mua ký làm sữa cho chị về đi. Con bán, con có bán. Ở mua bài bán đất nha, con đi đây. Cảm ơn nha. Mà có rút không? Giờ là mọi người đang bán đồ tết quá trời luôn. Ủa, đồ ăn ở đâu ta? Quẹo trái. Hôm nay quẹo trái hả? Dạ. Dạ, dạ rồi con cảm ơn chị ơi, Hoàng Anh với nè. Hoàng Anh đây hả? Để con đi ngồi lỗ đi cho. Dạ, okay. Dạ con chào cô. Dạ con có mất cúp gì đâu mà đẹp trời. Nó mất cấp gì chơi đang tối qua ngủ được 2 tiếng. Đây con chụp cho, đây con chụp cho. Đây, đây. Ấy ơi, xin lỗi chị. Mẹ tính. Nào chị ơi em nào mua
Dạ rồi. Ai ai gọi nè cô ơi, ai gọi, ai gọi. Dạ. Con đi nha, con vô con ăn cái, con về con nghe, con đi sự kiện. Con đang đi sự kiện ở ngoài quê Đà Nẵng. Rồi mai con bay về với bỏ con không được. Dạ, sợ bữa đi mới về, con mua giùm cho con. Nói, con đi công việc. Đây là thiên đường đồ ăn nha mấy chị. Mấy chị mà có đi ra Đà Nẵng mấy chị nhớ ghé chợ Cồn nha. Tại vì bé Trâm thấy là ở ngoài chợ Cồn rất là nổi tiếng, đồ ăn rất là ngon luôn mà. Ở đây bà con dễ thương lắm. Đây là bún bò. Từ chị. Này là món gì ta? Dạ. Cam, mua gì lẹ mấy bà số nè. Ôi, không có chơi. Ôi, Cam ơi, cho giấy số mà. Ôi, Cam, mua cho cô lẹ mấy bao lì xì được vậy. Coi như con lì xì, con lì xì, con đẹp, con lì xì cho cô. Đang quay clip mà hút thuốc kẹo. À, quên. Cô này con. Rồi, ủng hộ nha. Đây, chị màu gì đây, có mấy một bệnh. Đang live stream giáo mà muốn vui nhưng mà xấu ghê đó. Hai bà con nha. Ok. Rồi ủng hộ đó. Giờ chắc là không có tiền để lại đây rồi. Coi nhà mày đẹp cái gì? Đi xây đúng vậy. Bắt tiền rồi, bữa nay tiền à, tiền sữa, tiền tả, tiền à, tiền con, tiền cái. Dạ. Thôi con mua chú. Con đi nha. Bye bye với Trâm nha. Ừ. Lê. Quay đồ ăn ghê, quay đồ ăn cho nhiều. Dạ. Ê đồ ăn quá trời kìa. Đông quá. Quay cận đồ ăn. Chị đi sự kiện ngoài đây. Chiều nay có sự kiện ở đây. Một phần là mấy người ăn gì vậy? Người ăn bé thôi. Người ăn hả? Chắc lấy chắc lấy 6 7 phần quá. Bán người ăn. Đâu ra mua dắt đi ra ăn. Bán ngoài đây sự duy trì nhiều nặng dữ vậy. Cô ơi, mua giùm. Cô đem cái này cho em đi. Con nghĩ đâu thì để chị qua này mua nha. Cô ơi, mua giùm. Anh đi 5 người đó hả? À? Ra luôn đi. Cô đi. Không có muốn tạm cô, muốn tạm. Mấy người em. Ai người đây có chỗ đâu. Bán tiền đâu đâu. Một em nấu đi. Đây rồi. Ăn một lạp không? Mấy một lạp không? Con mua về. À, giống như bánh trăm đó coi. Dạ con á, cô bây giờ này là con mua lộn xộn cho con. Thật cẩm nha. Cô Hà nghe cái giọng của con. À,
Dạ không, một phần thực phẩm thôi cô. Con mua nhiều món. Con mấy tuổi cho con đi? Dạ con tôi được 1 tuổi rồi. Nhưng mà cô chơi cô có hộp nhiều không? Giấy không? Cho con thêm để con về cái cạnh con ăn. Thực phẩm nha. Có trộn xoài rồi nữa ha. Con mới vừa quay xong phim Tết của con. Xong rồi con mới đi sự kiện ngoài đây. Của con nha con. Của con nha con. Cho con xoài nhiều nhiều nha. Con xoài. Ở đây chắc mấy trăm món nha con. Đó rồi, ngày mai, con đang ăn xong con đi lên máy bay. Ngày mai ra càng quét chứ giờ ăn cũng nổi nữa. Ăn bụng bự chiều nào vẫn đầm được. Nhiều hàng không vô luôn. Quay rồi. Ngồi nó quay cái dọc đi. Rồi chị. Họ nó quay dọc quay này quay cho cái tóc luôn cái này rồi quay xong rồi đó giờ tắt cái này đi.